Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sự vận động không ngừng của vũ trụ đã hướng con người tới những nhận thức sơ khai trong việc cắt nghĩa quá trình phát sinh của vũ trụ và hình thành thuyết âm dương. Đi cùng theo đó, dựa trên sự chấp nhận cách vận hành của thế giới, nguyên lý ngũ hành đã đưa ra một giải pháp hệ thống mang tính dự báo về cách thức khí vận động thông qua những thay đổi mang tính chu trình của âm và dương. Và chính điều này đã giúp cho những dự đoán về vận mệnh của các con giáp trở nên chính xác. Vậy thì dựa theo quy luật đó, dự đoán tử vi tháng 12 âm lịch của những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 sẽ như thế nào? Hãy cùng nghe những phân tích của các chuyên gia phong thủy hàng đầu ngay trong video của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý anh chị cùng theo dõi video. Thứ nhất là tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục. Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 12 năm 2020, tức ngày 19 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 12 năm 2020, tức ngày 31 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên thì các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 12 năm 2020, tức ngày 20 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12 năm 2020, tức ngày 1 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khu bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Quý Dậu 1993 trong tháng 12 âm lịch. Quý Dậu là người dễ thích nghi và có trực giác tốt hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đặc điểm nói chung của người tuổi Dậu là chỉ hành động sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng các phương án và hoàn toàn yên tâm với kế hoạch đã chọn. Điều này mang lại khả năng thành công cao, nhưng cũng khiến tuổi Dậu trở nên kém linh hoạt và không khoan nhượng. Hành thủy giúp Quý Dậu xuề xòa hơn và dễ chấp nhận diễn biến tự nhiên của sự việc. Nhờ vậy, họ đối phó tốt hơn với những cơn xoáy của dòng chảy cuộc đời. Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Dậu thường là những người thích tự do và làm chủ, nên bản thân họ thích hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không ki bo bần tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Bước sang tháng 12 âm lịch, những người sinh năm 1993 sẽ có một gia tài thịnh vượng. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bạn cũng sẽ kiếm thêm tiền từ bạn bè. Có điều quan trọng là bạn phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp, bạn sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ. Kỷ âm thổ gặp Dậu âm kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được dinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Quý Dậu. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước.
Xét về công danh sự nghiệp, đây có thể chính là điểm sáng khi bản mệnh khá chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội thể hiện năng lực của mình. Thu nhập của con giáp này cũng khá ổn định, không cần phải lo lắng nhiều. Để may mắn thành công thì các gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba là sự nghiệp của tuổi Quý Dậu. Với may mắn trong công việc, người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 sẽ được thăng chức trong tháng 12 âm lịch. Bạn sẽ thấy dễ dàng đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Quý Dậu cần phải thận trọng kiểu gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp, tài lộc thì những gia chủ tuổi Quý Dậu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Quý Dậu. Quý vị thân mến, trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội được tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí thì quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Thứ tư là tài lộc của tuổi Quý Dậu. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, tuổi Quý Dậu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ với bước đường phía trước. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, tị Dậu Sửu của Phong thủy Lộc Tài. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân, hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong công việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ năm là tình duyên của tuổi Quý Dậu. Các mối quan hệ và chuyện tình cảm của những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 12 âm lịch sẽ gặp rất nhiều may mắn. Tử vi cho thấy có báo hỷ trong tháng 12 này, cho nên các gia chủ tuổi Quý Dậu nếu đã có đối tượng thì rất phù hợp để kết hôn. Nếu bạn còn đang độc thân thì đây là thời điểm tốt để bạn tìm hiểu yêu đương. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể vì đó là cơ hội với bạn. Với những người đã có gia đình, hãy dành thời gian này cho người đó và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình bạn gắn bó hơn. Để kích hoạt đào hoa thì người tuổi Quý Dậu hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận tị Dậu Sửu. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ sáu là sức khỏe của tuổi Quý Dậu. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của tuổi Quý Dậu vô cùng tốt do bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm bây giờ đó là cắt giảm thức khuya, nguyên nhân chính gây ra những ảnh hưởng không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Quý Dậu cần mang theo bên mình vòng tam giác khai vận tị Dậu Sửu. Vòng tam giác khai vận của Phong thủy Lộc Tài được hầu hết thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây Bảo Hân đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Quý Dậu trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Để may mắn thành công thì các gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma.
Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.